chính này. Đôi vợ chồng bất lương bán cả đứa con, dại dột giăng bẫy các sinh viên thiên tài, biến hóa mọi cách để tìm kế sinh nhai. Chạy trốn nghẹt thở trên sát nhân hung ác. Hãy đón xem CD trong nhà 22:15 chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Huy Vũ xin được kính chào tất cả quý vị và các bạn thân mến. Thưa quý vị và các bạn, Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh xin được trân trọng thông báo cuộc thi Ngôi sao tiếng hát truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh năm 2008 với thể lệ như sau. Tất cả các bạn trẻ từ 16 đến 25 tuổi yêu thích ca hát ở khắp mọi nơi trong cả nước đều có thể đăng ký dự thi, và tuổi được tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2008. Các bạn nào đã đoạt giải đặc biệt, giải nhất, giải nhì, giải ba và hai lần vào vòng chung kết của tất cả các cuộc thi tiếng hát truyền hình từ những năm trước sẽ không được đăng ký dự thi. Và các bạn nào đã lọt vào vòng chung kết xếp hạng của cuộc thi Ngôi sao tiếng hát truyền hình năm 2007 sẽ được miễn ở vòng sơ tuyển. Thưa quý vị và các bạn, khi đến đăng ký dự thi và các bạn tham dự ở vòng sơ kết thì sẽ hát một lần bài hát, ở vòng bán kết sẽ hát trọn vẹn một bài hát, và ở vòng chung kết các bạn sẽ trình bày từ 1 đến 2 bài hát. Dĩ nhiên là những bài hát đó đã được phép lưu hành của ngành văn hóa thông tin. Thưa quý vị và các bạn, khi đến đăng ký dự thi thì các bạn phải ăn mặc đẹp, lịch sự và có thái độ đúng đắn. Dĩ nhiên các bạn cũng phải có những giấy tờ cần thiết, chẳng hạn như là hình 34, chứng minh nhân dân để chứng minh tuổi và tên của tất cả các bạn. Thời gian đăng ký từ ngày 18 tháng 8 năm 2008 đến ngày 24 tháng 8 năm 2008. Buổi sáng từ 8 giờ đến 11 giờ, buổi chiều từ 14 giờ đến 16:30, kể cả ngày thứ Bảy, Chủ nhật, tại sân vận động Hoa Lư, số 2 Đinh Tiên Hoàng, quận 1. Cuộc thi năm nay ngoài việc tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh, Đài Truyền hình Thành phố còn kết hợp với các địa phương để tổ chức tại khu vực miền Bắc, miền Trung, miền Tây Nam Bộ và khu vực Tây Nguyên. Tại khu vực miền Bắc, thời gian đăng ký từ ngày 3 đến ngày 6 tháng 9 năm 2008, địa điểm tại Hội Âm nhạc Hà Nội, số 19 Hàng Buồm, Hà Nội. Tại khu vực miền Trung, thời gian đăng ký từ ngày 3 đến ngày 6 tháng 9 năm 2008, địa điểm tại Đài Phát thanh Truyền hình Đà Nẵng, số 33 Lê Lợi, thành phố Đà Nẵng. Tại khu vực miền Tây Nam Bộ, thời gian đăng ký từ ngày 3 đến ngày 6 tháng 9 năm 2008, địa điểm tại Đài Phát thanh Truyền hình Cần Thơ, số 213 đường 30 tháng 4, thành phố Cần Thơ. Khu vực Tây Nguyên, thời gian đăng ký từ ngày 6 đến ngày 9 tháng 9 năm 2008, địa điểm tại Đài Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk, số 1 Nguyễn Tất Thành, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Mọi chi tiết xin liên hệ ban tổ chức cuộc thi Ngôi sao tiếng hát truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh năm 2008, điện thoại 8292737, 8222517 hoặc website htv.com.vn. Ban tổ chức cuộc thi Ngôi sao tiếng hát truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh năm 2008. Nào, còn bây giờ thì mời tất cả quý vị và các bạn trẻ nào yêu thích ca hát, nếu ước mơ trở thành một ngôi sao ca nhạc, hãy đăng ký vào cuộc thi nhé. Xin chào tạm biệt quý vị các bạn.